Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Điệu hổ Ly Sơn ác mộng với Tô Lâm Tướng võ biển hiếu chiến nhưng kém mưu mồ Ở nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh là hai võ tướng Khi hai ông này ra khỏi ngành của mình thì ngay lập tức trở nên yếu thế trước các đối thủ chính trị khác của Đảng Cộng sản Nhãn quan chính trị thấp kém đánh giá đối thủ sai lầm dẫn đến việc cương nhu không đúng và kết quả là nhận trái đắng. Khi ông Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thanh làm vua một cõi. Lúc đó, con trai ông Thanh là Phùng Quang Hải, tự tung tự tác trong Bộ Quốc phòng, không ai làm gì được. Thế rồi, đến năm 2016, kết thúc hai nhiệm kỳ, ông Thanh phải rời Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, khi ông hết quyền lực trong Bộ Quốc phòng, thì ông như đại bảng gãy cánh, chấp nhận về vườn nhường lại cuộc chơi cho những người khác. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, người được cho là đã dính kế điệu hổ Ly Sơn. Ông Trần Đại Quang cũng như vậy. Ông Quang là Bộ trưởng Bộ Công an, quyền lực, thét ra lửa. Xây dựng thế lực ninh bình tại Bộ Công an rất hùng mạnh, nhưng ông đã bị ông Nguyễn Phú Trọng dụ ra khỏi hang. Khi không còn là Bộ trưởng Bộ Công an thì ông Trần Đại Quang chỉ là một hình nộm trên bàn cờ chính trị mà thôi. Ý kiến của những người trong cuộc cho Thời báo chấm nhận xét như thế. Điều đáng nói là ông Trần Đại Quang lại không thấy được mối nguy khi ông bị nhử ra khỏi xào huyệt của Bộ Công an. Ông Trần Đại Quang chỉ thấy đằng trước, không nhìn thấy đằng sau, nên ông muốn vào tứ trụ, ngồi vào ghế chủ tịch nước, rồi chạy đua lên chức tổng bí thư. Bảy nước thang từ chủ tịch nước lên tổng bí thư ngắn hơn từ bộ trưởng bộ công an lên tổng bí thư. Còn bởi đến năm 2021, ông Trần Đại Quang đúng 65 tuổi, vừa đẹp để còn ở lại bộ chính trị. Lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng vừa đủ hai nhiệm kỳ rồi rút là cũng rất đẹp. Tuy nhiên, người tính không bằng ông tổng tính. Khi ông Trần Đại Quang ra khỏi bộ công an thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng kế điệu hổ ly sơn thành công. Cọp đã về đồng bằng thì không còn khả năng vốn có của nó nữa và giữa đồng bằng con cọp Trần Đại Quang đã bị hạ thủ. Đó là một phần của lịch sử. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang không muốn dẫm lên vết chân của ông Trần Đại Quang trước đó. Theo thông tin mà Thời báo chấm có được, ông Tô Lâm cũng đang sợ ông sẽ dẫm vào kế điệu hổ ly sơn của ai đó. Đó là lý do ông nhất quyết không chịu rời khỏi Bộ Công an. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị ông Tô Lâm làm chủ tịch nước một phần để cứu lấy sự nghiệp chính trị của Tô Lâm sắp hết hạn. Phần khác cũng là để ông khỏi phải vất vả tìm người. Tuy nhiên, Tô Lâm không muốn và viện lý do cần phải ở lại Bộ Công an lo nhiều công việc mà ông Tổng Bí Thư giao phó và ông đang còn thực hiện giang dở. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng không lập lại kế điệu hồ ly sơn với Tô Lâm như đã từng làm với ông Trần Đại Quang trước đó. Nhưng ông Tô Lâm vẫn rất sợ ông tô lâm sợ vì ông có quá nhiều kẻ thù trong đó cánh thân nguyễn xuân phúc rất cay ông tô lâm vì ông đã bung lực lượng hùng hậu ra để truy mọi ngóc ngách để lôi cho bằng được sai phạm của bà trần thị nguyệt thu ngoài ra ông phạm minh chính người đang bị liên minh với nguyễn phú trọng vương đình huệ buộc phải chịu trách nhiệm giống như đã buộc nguyễn xuân phúc biết đâu khi con hổ tô lâm ra khỏi rừng của bộ công an thì không phải ông tổng mà là ông khác ra tay thì sao đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là trụ vẫn còn khá mạnh. Thực tế khi làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm xem thường ông Phạm Minh Chính. Nhưng khi làm Chủ tịch nước hữu danh vô thực thì Tô Lâm không còn là đối thủ của ông Phạm Minh Chính nữa. Chính trường Việt Nam những ngày sau Tết lại sôi nên về chức vụ Chủ tịch nước. Hai người có đủ tiêu chuẩn là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng thì lại chê. Ông Nguyễn Phú Trọng giờ đang đau đầu không biết tính sao cho cái ghế này hai người thân cận tả hữu là Võ Văn Thưởng và Tô Lâm không ai mặn mà cho chiếc ghế cả. Tô Lâm thì sợ mất khả năng tự vệ, Võ Văn Thưởng thì chê vì tham vọng của ông Thưởng là ghế khác. Kết quả thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Điệu hổ ly sơn ác mộng với Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại gia Ninh Bình, Phật giáo quốc doanh và chính quyền kết chân vạc làm ăn lớn Thế lực Ninh Bình trên bề nổi là nhóm chính trị do ông Trần Đại Quang đứng đầu và xây dựng tạo nên. Tuy nhiên, ông Quang không đứng một mình, mà đằng sau ông có rất nhiều chân rết. Từ nhóm lợi ích kinh tế đến lợi ích chính trị Ninh Bình đều ẩn chứa rất nhiều điều khó hiểu. Tại Ninh Bình, đại gia Xuân Trường, người chuyên xây dựng rất nhiều dự án siêu tâm linh khắp nơi tại miền Bắc là một thế lực đáng ngờ nhất mức ảnh hưởng của vị đại gia này tới Phật giáo quốc doanh và bộ máy chính trị của Trung ương khá cao. Tên hình ảnh đại gia Xuân Trường, chùa Bái Đính là một chùa được dựng lên với mục đích kinh doanh, nó không thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, các lễ hội chùa Bái Đính đã được các ông Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình đánh chống khai ấn. Nó cho dễ hiểu là lãnh đạo Trung ương đã làm nhiệm vụ quảng cáo cho ngôi chùa để kinh doanh du lịch được thuận lợi. Đến chùa Tam Trúc, Thủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam lại xuất tiền ngân sách xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho ngôi chùa này mà cụ thể là làm đường dẫn vào khu khách vào khu thăm khu du lịch Tam Trúc. Khu du lịch Tam Trúc là quần thể du lịch và chùa là một phần ở trong đó. Chủ đầu tư của khu này là liên doanh giữa giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại gia Xuân Trường kín tiếng như vậy nếu nói chùa Bái Đính là sự bắt tay giữa đại gia Xuân Trường và chính quyền thì đến chùa Tam Chúc đã có 3 thành phần tham gia. Đó là chính quyền tỉnh Hà Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại gia Xuân Trường. Tuy là hai dự án khác nhau nhưng chúng đều phục vụ cho một mục đích đó là đưa du khách đến với chùa Tam Chúc. Câu hỏi đặt ra là đại gia Xuân Trường kêu gọi được chính quyền và Phật giáo quốc doanh cùng hợp tác hay Xuân Trường chỉ là một bình phong cho một quan chức cấp cao nào đó trong đảng và hiểu rằng đằng sau nó có phải là các thế lực chính trị có cổ phần lớn hay không nếu không có quyền lực chính trị ẩn đằng sau đại gia xuân trường thì xuân trường không thể huy động thế quyền và thần quyền vào tay mình mạnh đến như thế đây là hình ảnh ông nguyễn xuân phúc đánh chống khai hội cho chùa bái đính Đại gia Xuân Trường tác động đến thế lực chính trị của Trung ương và thế lực chính trị địa phương ở nhiều tỉnh tại phía Bắc. Trong khi đó, thế lực chính trị Ninh Bình cũng đi lên từ sự ủng hộ của nhiều địa phương ở miền Bắc. Từ Trung ương Đảng, nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng tìm kiếm sức mạnh cho mình bằng các chuyến đi Trung Quốc tới Bắc Kinh, thì ông Trần Đại Quang tìm kiếm sự ủng hộ hoàn toàn ở trong nước và chủ yếu là thế lực địa phương. Vậy đằng sau nhóm lợi ích chính trị Ninh Bình có sở dĩ nào với nhóm lợi ích kinh tế ninh bình hay không có thể là có vụ trung ương thanh tra dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch chùa tam trúc cho thấy có thế lực trung ương đang muốn sở gáy thế chân vạc tại chùa tam trúc ngoài ra tại bộ công an ông tô lâm đang muốn để lại giữ cho bộ này nằm trong tầm kiểm soát của ông nguyễn phú trọng như thời báo d đã phân tích ở các bài tin lần trước ông tô lâm không muốn cho thế lực ninh bình tại bộ công an chộp lấy cơ hội nắm được Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Thế lực chính trị Ninh Bình đã một lần tổn thất rất lớn, đó là lần ông Trần Đại Quang đột nhiên bị nhiễm virus lạ mà chết đi. Tuy nhiên, thế lực kinh tế, sân sau của Ninh Bình vẫn chưa hề hắn gì. Có người cho rằng doanh nghiệp Xuân Trường có mối quan hệ chính trị rất phức tạp, có khi còn rộng hơn cả mối quan hệ của gia đình ông Trần Đại Quang. Đây là hình ảnh cần tìm ra thế lực chính trị nào đứng sau các siêu dự án chùa này. Lối làm ăn của Xuân Trường sẽ hốt bạc bởi nó dụ được người mê tín mà thị trường kinh doanh mang tín nghi ngưỡng đã được nước Cộng sản này xây dựng từ lâu. Các chùa như Ba Vàng, Chùa Phúc Khánh vân vân đã thực hiện và xây dựng thị trường mê tín cách đây rất nhiều năm. Giờ đây quần thể Chùa của Đại gia Xuân Trường nhảy vào khách thác thì sẽ rất mau giàu có vẻ như thế lực khác cũng đang rất muốn và có thể sắp tới có những trận đánh nhắm vào khu du lịch tâm linh đầy béo bở này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Đại gia Ninh Bình, Phật giáo quốc doanh và chính quyền kết chân vạc làm ăn lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.